Nông dân ở tỉnh Ninh Thuận đang tất bật thu hoạch vụ lúa đông xuân 2022-2023. Bà con rất phấn khởi bởi lúa vừa được mùa, vừa được giá. Các thương lái hợp tác xã thu mua tận chân ruộng cho người dân với giá cao. Trung bình 1kg lúa ướt được bán với giá 6.900 đồng. Lúa phơi khô bán với giá từ 7.400 đến 7.600 đồng 1kg tùy loại, tăng từ 1.200 đến 1.500 đồng 1kg. Trong vụ đông xuân này, tỉnh Ninh Thuận tiến hành sản xuất trên 17.000 hecta lúa. Hiện nay đã thu hoạch được hơn 3.600 hecta.